Sử dụng thuốc corticosteroid đúng cách để phòng tác dụng phụ nguy hiểm. Chào bạn! Corticosteroid, một nhóm hormone do tuyến thượng thận sản xuất, được sử dụng rộng rãi trong y học vì đặc tính chống viêm và ức chế miễn dịch rất mạnh mẽ và nhanh chóng. Tuy nhiên, mặc dù corticosteroid cung cấp phương pháp điều trị hiệu quả cho nhiều tình trạng bệnh lý khác nhau nhưng điều quan trọng là phải nhận thức và quản lý được các tác dụng phụ tiềm ẩn của chúng. Các loại corticosteroid. Corticosteroid bao gồm glucocorticoid và mineralocorticoid. Glucocorticoid như cortisone chủ yếu thể hiện tác dụng chống viêm và được sử dụng rộng rãi trong điều trị y tế, trong khi các loại mineralocorticoid như androstenedione điều chỉnh cân bằng chất lỏng và điện giải. Một, điều trị các tình trạng viêm corticosteroid thường được kê đơn để kiểm soát các tình trạng viêm như viêm khớp, hen suyễn và viêm da. Bằng cách ngăn chặn các phản ứng miễn dịch và giảm viêm, chúng làm giảm đau và sưng, nhanh chóng mang lại cảm giác nhẹ nhõm cho bệnh nhân. 2. Điều trị bệnh tự miễn Các rối loạn như viêm khớp dạng thấp và lupus liên quan đến việc hệ thống miễn dịch tấn công các mô của cơ thể Corticosteroid giúp ngăn chặn phản ứng miễn dịch này, làm giảm các triệu chứng và làm chậm sự tiến triển của bệnh. 3. Điều trị phản ứng dị ứng. Trong các phản ứng dị ứng nghiêm trọng bao gồm cả sốc phản vệ, corticosteroid nhanh chóng làm giảm sưng và viêm, ngăn ngừa các hậu quả có thể đe dọa tính mạng. 4. Điều trị các tình trạng hô hấp. Corticosteroid có hiệu quả trong điều trị hen suyễn và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính bằng cách giảm viêm đường thở và cải thiện luồng không khí khi dùng qua ống hít hoặc thuốc uống. Và năm, điều trị các tình trạng da liễu, các rối loạn về da như bệnh tràm và bệnh vẩy nến đặc trưng bởi tình trạng viêm và rối loạn chức năng miễn dịch có thể được kiểm soát bằng corticosteroid dạng thuốc bôi giúp nhanh chóng giảm bớt các triệu chứng và hỗ trợ chữa lành. Các dạng thuốc có corticosteroid. Corticosteroid có thể được dùng qua nhiều đường, bao gồm uống, bôi, hít, tiêm tĩnh mạch, tiêm trong khớp và tiêm bắp. Việc lựa chọn cách dùng thuốc phụ thuộc vào tình trạng cụ thể đang được điều trị, mức độ nghiêm trọng của tình trạng cũng như thời gian khởi phát và thời gian tác dụng mong muốn. 1. Thuốc uống. Corticosteroid đường uống thường được kê đơn cho các tình trạng như hen suyễn, viêm khớp dạng thấp và viêm ruột. Chúng thường được dùng cùng với thức ăn để giảm thiểu kích ứng đường tiêu hóa. 2. Thuốc bôi ngoài. Corticosteroid được bôi trực tiếp lên vùng bị ảnh hưởng và được sử dụng để điều trị nhiều tình trạng da liễu khác nhau, bao gồm bệnh chàm, bệnh về nến và phản ứng dị ứng. 3. Thuốc hít. Corticosteroid dạng hít là phương pháp điều trị chính cho bệnh hen suyễn và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, chúng được đưa trực tiếp qua ống hít định liều hoặc ống hít bột khô trực tiếp vào phổi, nơi chúng giúp giảm viêm và cải thiện chức năng đường thở. 4. Thuốc tiêm tĩnh mạch. Corticosteroid tiêm tĩnh mạch thường được sử dụng trong các tình huống cấp tính cần có tác dụng chống viêm nhanh và mạnh chẳng hạn như phản ứng dị ứng nghiêm trọng, đợt cấp của bệnh hen suyễn và một số tình trạng tự miễn dịch. Và năm, thuốc tiêm corticosteroid có thể được tiêm trực tiếp vào khớp hoặc bắp cơ để giảm viêm và giảm đau liên quan đến tình trạng như viêm xương khớp và viêm gân. Tác dụng phụ không mong muốn của corticosteroid. Mặc dù corticosteroid có hiệu quả trong việc kiểm soát nhiều tình trạng bệnh lý, nhưng việc sử dụng lâu dài hoặc dùng liều cao có thể dẫn đến nhiều tác dụng phụ khác nhau bao gồm một Loãng xương Corticosteroid có thể gây mất xương và tăng nguy cơ gãy xương, đặc biệt ở phụ nữ sau mãn kinh và người già. 2. ức chế miễn dịch Sử dụng corticosteroid kéo dài có thể ức chế hệ thống miễn dịch, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và làm vết thương chậm lành. 3. Không dung nạp gluco và tiểu đường Corticosteroid có thể gây kháng insulin và làm tăng lượng đường trong máu, dẫn đến tình trạng không dung nạp gluco và trong một số trường hợp là đái tháo đường. 4. Tăng huyết áp Corticosteroid có thể gây giữ natri và nước, dẫn đến tăng thể tích máu và tăng huyết áp. 5. Tăng cân Corticosteroid có thể gây tái phân bổ mỡ trong cơ thể, dẫn đến tăng cân, đặc biệt là ở mặt, cổ và thân, béo phì vùng bụng. 6. Đục thủy tinh thể và bệnh tăng nhãn áp Sử dụng corticosteroid lâu dài, đặc biệt với cách dùng thuốc bôi hoặc tiêm tĩnh mạch, có thể làm tăng nguy cơ đục thủy tinh thể và tăng nhãn áp. 7. Tác dụng tâm thần. Corticosteroid có thể gây thay đổi tâm trạng, bao gồm khó chịu, lo lắng, trầm cảm và thậm chí rối loạn tâm thần, đặc biệt là ở liều cao. 8. Ức chế tuyến thượng thận. Sử dụng corticosteroid kéo dài có thể ức chế tuyến thượng thận sản xuất cortisol tự nhiên, dẫn đến suy thượng thận khi dừng thuốc đột ngột. Tóm lại, corticosteroids là loại thuốc mạnh và rất quý, đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát nhiều tình trạng viêm và tự miễn dịch. Tuy nhiên, việc sử dụng chúng phải được theo dõi cẩn thận để giảm thiểu nguy cơ tác dụng phụ. Các thầy thuốc cũng như bệnh nhân nên cân nhắc giữa lợi ích tiềm ẩn và rủi ro khi quyết định sử dụng corticosteroids. Đặc biệt là bản thân người bệnh cần phải nhận thức được tầm quan trọng của việc tuân thủ chế độ điều trị và tái khám thường xuyên để theo dõi tác dụng phụ. Ngoài ra, cần nỗ lực sử dụng liều thấp nhất có hiệu quả trong thời gian ngắn nhất có thể để giảm thiểu nguy cơ biến chứng lâu dài chúc bạn sức khỏe cảm ơn bạn tạm biệt và hẹn gặp lại